sốt là tình trạng tăng nhiệt độ của cơ thể trên mức bình thường hiểu biết và chăm sóc trẻ sốt rất cần thiết bởi nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng dẫn tới sai lầm khi điều trị Ở trẻ em, sốt được xác định khi nhiệt độ cơ thể vượt qua các mức sau 38 độ C đo ở hậu môn, 37,5 độ C đo ở miệng và 37,2 độ C đo ở nách Các dấu hiệu và triệu chứng cho thấy trẻ bị sốt Thường trẻ hay cáu gắt hơn bình thường, khó chịu trong người, chạm vào người trẻ thấy nóng, vã mồ hôi vân vân. Năm bước chăm sóc trẻ bị sốt Khi trẻ bị sốt, bố mẹ không nên quá lo lắng Cần nhanh chóng thực hiện các bước sau Nới lỏng quần áo cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, tránh mặc quần áo dày khó thoát nhiệt. Nếu trẻ đang nóng, bố mẹ nên cởi bỉm ra cho trẻ, mặc quần áo cho bé thoáng mát nhẹ nhàng. Bổ sung nước và điện giải cho bé. Orezone là loại nước bổ sung chất điện giải tốt nhất cho trẻ nếu trẻ bị sốt kèm theo tiêu chảy hay nôn. Trên thực tế loại nước này khá khó uống và nhiều trẻ bị nôn khi uống, do đó cha mẹ nên cho trẻ uống từng ít một. Nghỉ từ 5 đến 10 phút sau mỗi lần uống. Chú ý khi pha Orezon, bố mẹ cần pha gói với số nước theo hướng dẫn, không pha 1 phần 2 hay 1 phần 3 gói vì có thể làm thay đổi nồng độ các chất điện giải trong dung dịch, dẫn tới hậu quả đáng tiếc như trẻ bị co giật, rối loạn chi giác, vân vân. Ngoài ra, nếu bệnh nhi khó khăn trong việc thao tác uống Orezon, bố mẹ có thể thay thế bằng các chế phẩm khác như nước lọc, nước trái cây hoặc sữa. Dùng thuốc hạ sốt cho trẻ, nếu trẻ sốt lớn hơn 38,5 độ C hoặc lớn hơn hoặc bằng 38 độ C Trẻ có tiền sử sốt cao co giật, cần cho trẻ dùng thuốc hạ sốt. Paracetamol là loại thuốc được khuyến cáo dùng khi chưa loại trừ được trẻ có sốt xuất huyết Dengue hay không. Ibuprofen được dùng khi trẻ không bị sốt xuất huyết Dengue, dùng theo chỉ định của bác sĩ. miếng dán hạ sốt, miếng dán hạ sốt không có tác dụng hạ sốt mà chỉ có tác dụng làm cảm giác mát, tạo cảm giác dễ chịu tại vị trí dán cho trẻ mẹ chườm ấm cho bé khi trẻ bị sốt nên kết hợp chườm ấm để hạ sốt cho trẻ chườm ấm khiến lỗ chân lông giãn nở giãn các mạch máu ngoại vi tăng khả năng tản nhiệt từ đó hạ sốt bố mẹ dùng khăn nhúng vào nước ấm có thể kiểm tra độ ấm của nước bằng cách nhúng khuỷu tay và cảm giác ấm như khi tắm cho bé là được nếu nước nguội thì phải pha thêm nước ấm hoặc thay chậu nước ấm khác kiểm tra nhiệt độ lại và lau người cho bé sau 10 năm đến 30 phút đo lại thân nhiệt cho trẻ dừng trường ấm khi nhiệt độ của trẻ nhỏ hơn 37,5 độ C khi trường cần chú ý lau nhẹ nhàng tránh trà sát khiến trẻ đau rát mẩn đỏ cho trẻ ăn khi trẻ sốt trẻ sẽ kém ăn hơn bình thường, do đó bố mẹ chỉ cho trẻ ăn nếu trẻ muốn, không ép buộc trẻ ăn nếu bé không thích. Nên cho bé đến gặp bác sĩ nếu như trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ C. Với những trẻ lớn tuổi hơn, khi sốt nên gặp bác sĩ khi trẻ có một trong các dấu hiệu sau: trẻ mệt, phát ban trên da, có tiêu chảy hoặc nôn nhiều, trẻ có dấu hiệu mất nước. Có sốt nhiều hơn 3 ngày, bệnh nhân có vấn đề bệnh lý mãn tính, bệnh tế bào máu ác tính, bệnh lý tim mạch, ung thư hoặc lupus, sốt là không thể tránh khỏi và trẻ chỉ có thể thoải mái trở lại khi trẻ hết sốt, do đó hãy tìm cách chăm sóc y tế cần thiết. Xử lý co giật do sốt tại nhà, co giật do sốt xảy ra khoảng 2 đến 5% trẻ, độ tuổi thường gặp là từ 6 đến 5 tuổi, đặc biệt là 12 đến 18 tháng tuổi. Co giật do sốt thường xảy ra trong ngày đầu tiên bị bệnh và khi nhiệt độ cơ thể bé lớn hơn 39 độ C. Cơn co giật thường kéo dài từ 1 đến 2 phút và không gây tổn thương não cũng như sự phát triển trí tuệ của trẻ sau này. Một số trường hợp cơn co giật sốt kéo dài trên 10 phút, đặc biệt là những bệnh nhân co giật khu trú hoặc những bệnh nhân co giật nhiều hơn một cơn trong vòng 24 giờ có nguy cơ tiến triển thành động kinh. Phần lớn co giật do sốt sẽ tự hết trong vài phút nếu đứa trẻ co giật do sốt bình tĩnh và thực hiện các bước sau: đặt trẻ nằm nghiêng bề mặt phẳng đảm bảo trẻ không bị rơi bắt đầu tính giờ loại bỏ những đồ vật sắc cứng gần trẻ nới lỏng quần áo quan sát cơn co giật của trẻ không đặt bất kỳ thứ gì vào miệng bé không động vào trẻ hoặc ôm trẻ Dự phòng cơn co giật có thể hạn chế phần nào co giật do sốt bằng việc kiểm soát tốt cơn sốt của trẻ, cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt nhóm paracetamol hoặc ibuprofen bắt đầu lúc có sốt để giúp trẻ thoải mái hơn và giúp hạ sốt. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuốc này không được khuyến cáo cho những bệnh nhân không có sốt. Phần lớn các trường hợp điều trị dự phòng co giật không được khuyến cáo vì nguy cơ tác dụng không mong muốn của việc dùng thuốc chống co giật hàng ngày lớn hơn so với lợi ích của nó. Lời khuyên của thầy thuốc, cho bé đến viện ngay càng sớm càng tốt sau cơn co giật đầu tiên của trẻ, mặc dù cơn co giật chỉ kéo dài vài phút, gọi cấp cứu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút hoặc đi kèm với các triệu chứng như nôn, gáy cứng, dối loạn nhịp thở, ly bì vân vân. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé hoặc gọi vào hotline 0929197777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày